xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ giải mật mã nhận dự khóa cũng như là mở thẻ kết hợp của dự án hamster combat. Đó là ngày 19 tháng 8 nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ tiến hành giải mật mã nha. Thì mật mã của chúng ta ngày hôm nay đó là cái chữ K nha các bạn. Rồi đầu tiên là các bạn bấm chữ K nha. Chữ K thì các bạn đề chấm đề nha. đề thả là chấm nè, đề thả. Rồi tiếp theo là các bạn bấm chữ E nha. Rồi chữ E thì các bạn chỉ còn bấm một chấm thôi nha. Một chấm nè. Rồi bây giờ chúng ta bấm chữ Y dài nha các bạn. Rồi chữ Y dài thì các bạn bấm đi chấm đi đi nha. Đi thả chấm đi thả đi thả nè. Rồi cuối cùng là chúng ta bấm chữ S nha các bạn. Rồi chữ S thì các bạn bấm 3 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3 chấm nè. Rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công ngày hôm nay nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ mở thẻ kết hợp hàng ngày nha. Rồi và cái thẻ đầu tiên các bạn bấm vào cái phần market nè, các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này cho mình nha các bạn. Đây các bạn mở cái thẻ Chain Bot nha, bấm vào mở nha. Rồi như vậy là mình đã mở cái thẻ đầu tiên thành công nha các bạn. Rồi và cái thẻ thứ hai các bạn bấm vào cái mục thứ ba này nè, rồi các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ Anti Money nè. Mở thế này nha. Rồi như vậy là mình đã mở hai thẻ thành công nha. Rồi và cái thẻ thứ ba các bạn bấm vào cái phần BIN team nha, các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ này cho mình nha các bạn. Đây, các bạn mở cái cái thẻ mà còn lên offer nè, các bạn mở thế này nha. Rồi như vậy là mình đã mở ba thẻ kết hợp thành công ngày hôm nay nha. Thì các bạn có thể mà uh, xem lại ba thẻ ngày hôm nay của chúng ta một lần nữa nha. Rồi và bây giờ mình sẽ để cái video mà giải mật mã để mình nhận chìa khóa cho các bạn xem nha. cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau